bạn đang sở hữu doanh nghiệp và bạn cần logo. Hơn thế nữa, bạn cần một bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp, hãy để chúng tôi giúp bạn. Bằng sự sáng tạo và tâm huyết của mình, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những logo đẳng cấp nhất, tuyệt vời nhất. Bạn có thương hiệu, còn chúng tôi có bệ phóng hoàn hảo. Mebo, bệ phóng cho doanh nghiệp. Bamboo Airways của đại gia Trịnh Văn Quyết lên kế hoạch chi 5 tỷ đô la Mỹ mua 12 máy bay Boeing 777X. Trao đổi với hãng tin của Mỹ, ông Trịnh Văn Quyết cho biết hãng hàng không Bamboo Airways sẽ mua 12 chiếc máy bay thân rộng 777X của Boeing ngay trong quý 2 2020. Thương vụ được đánh giá là sẽ mang về tới hàng tỷ đô la Mỹ doanh thu cho nhà sản xuất máy bay Mỹ, khi trong suốt tháng 1 2020, hãng này đã không giành thêm được bất kỳ một đơn đặt hàng mới nào. Đơn hàng cho 12 chiếc máy bay Boeing 777X ước tính có giá trị khoảng 5 tỷ đô la Mỹ theo bảng giá chính thức trên thị trường. Trong cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại với Bloomberg, ông Trịnh Văn Quyết không tiết lộ thêm thông tin xung quanh giá trị đơn hàng này. Hãng hàng không non trẻ Bamboo Airways mới chỉ góp mặt trên bầu trời Việt Nam từ đầu năm 2019. Hiện hãng này đang có kế hoạch mở rộng đội tàu bay của mình lên đến 50 chiếc vào cuối 2020. Bamboo Airways đang sở hữu các loại máy bay bao gồm Boeing 787-9 Dreamliner, Airbus SE A321neo và Airbus SE A320. Lộ trình bay tới châu Âu đầu tiên của hãng từ Hà Nội tới Prague, Cộng hòa Séc dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 29 tháng 3 năm 2020. Máy bay 777X của Boeing là loại thân rộng có khả năng chuyên chở hơn 400 hành khách với hai hạng ghế. Sau thời gian ban đầu ra mắt bắt khách, Boeing 777X đang ngày càng khó bán hơn. Trong suốt tháng 1 2020, Boeing đã không thể bán được thêm một chiếc máy bay mới nào kể từ khi lệnh cấm bay đối với dòng 737 MAX có hiệu lực ở nhiều quốc gia. Boeing dự báo thị trường Đông Nam Á sẽ cần tới khoảng 4.500 chiếc máy bay mới trong hai thập kỷ tới, với quy mô thị trường đạt 710 tỷ đô la Mỹ. Tại Singapore Air Show, giám đốc bán hàng cao cấp của Boeing, ông Ishay Moner, cho biết công ty đang thảo luận với một vài khách hàng về các mẫu máy bay thân rộng và các đơn đặt hàng sẽ sớm được ký kết. Tuy nhiên, vị giám đốc bán hàng này đã từ chối cung cấp thêm bất cứ thông tin nào về bên đặt mua. Một phát ngôn của Boeing cho biết rằng công ty sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận nào về những bản hợp đồng như vậy. Bamboo Airways là hãng hàng không tư nhân thuộc sở hữu của công ty cổ phần tập đoàn FLC. Hãng bay này có kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội ngay trong 2020. Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường hàng không có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn cảnh báo về tình trạng quá tải khi rất nhiều các hãng hàng không tư nhân khác tham gia khai thác thị trường béo bở này. Và trước đó, tập đoàn Vingroup cũng đã từ bỏ kế hoạch ra mắt hãng hàng không của riêng mình. Thiên Trường, Bloomberg, theo đời sống và pháp lý, vietnammới.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo hiệu quả, giá rẻ bất ngờ. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio a@gmail.com, số điện thoại 0964002593.